Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, ngày hôm nay, các quận huyện đã đồng loạt triển khai xét nghiệm tại các chợ trên địa bàn quản lý. Theo đó, tại các chợ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương, nhân viên ban quản lý, các lực lượng kiểm soát tại chợ, cùng với việc xét nghiệm các tiểu thương bán mặt hàng cá thịt với tần suất 3 ngày trên một lần. Thông qua việc xét nghiệm diện rộng này sẽ giúp sàng lọc sớm các trường hợp mắc COVID-19, từ đó đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại khu vực vốn có nguy cơ cao này. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận huyện tổ chức kiểm tra, sắp xếp lại hoạt động tại các chợ, đảm bảo thực hiện kiểm soát, quản lý và an toàn phòng chống dịch. Đặc biệt, chấn chỉnh tình trạng thời gian gần đây, nhất là người ra vào chợ lộn xộn, kinh doanh hàng hóa không thiết yếu, còn phổ biến việc mua bán tự phát, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bên ngoài khu vực chợ.